Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 21 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, A Ngưu giận quát một tiếng, liên tục thúc giục yêu nguyên, liều mạng mà áp chế. Chỉ thấy thiên la khinh xa liên tục thu nhỏ lại, dần dần bao phủ, chỉ còn hơn 10 mẫu xung quanh thân thể của Diệp Phúc. Lúc này, không gian đối với hình thể khổng lồ của Diệp Phúc kia mà nói đã có chút nhỏ hẹp. Tiếp qua một lát nữa, hoàn toàn sẽ không hề còn không gian nữa. Dầm dầm. Diệp Phúc đột nhiên huy động nắm tay như một quả núi nhỏ, nện thật mạnh lên trên thiên la khinh xa, chấn cho khí huyết của A Ngưu phải bốc lên. Dầm 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 dầm. Diệp Phúc một quyền rồi lại một quyền đánh tới, không ngờ làm cho thiên la kinh sa mở rộng ra, phạm vi càng lúc càng lớn. Không xong rồi, cái thằng nhãi này khí lực so với lão yêu ta còn muốn lớn hơn không ít kìa, chỉ sợ vậy không được hắn ta đâu. A Ngưu trong lòng lo lắng. Đột nhiên Diệp Phúc giống lên một tiếng giận dữ vang trời, hai tay cầm lấy thiên la kinh sa dùng sức mà xé rách. Lão Ngưu sắc mặt khẽ biến quát: Lương Vương, ta không chấn áp được thằng nhãi này rồi, mau tới đây trợ giúp ta một tay nào. Lương Vương không chút nghĩ ngợi, bàn tay đặt lên hậu tâm của hắn, chân nguyên cuồn cuộn không ngừng rót vào. Bọn họ hai người liên kết đối phó với một tiểu bối, tự giác thấy hổ thẹn, nhưng là bất chấp tất cả, thiên la kinh sa đột nhiên sáng ngời lên, tiếp tục thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã thu nhỏ lại còn hơn một mẫu. Diệp Phúc bị bức liên tục lui về phía sau, không gian càng ngày càng nhỏ hẹp. Hắn liên tục khí giống, tiếng hô long trời lở đất, cánh tay thô to hiện lên huyết quản, dữ tợn khủng bố, dùng sức xé rách kiện vu ảo này. Xoạt một tiếng, kiện thiên la khinh sa rốt cuộc cũng không chịu nổi lực lượng của hắn, bị xé rách ra. Diệp Phúc có thể thoát thân, vọt người nhảy tới không trung, đấm ngực rít gào, hai mắt như lửa. Trên bầu trời lập tức phun trào ra một mảnh hồng thủy, giống như cái hồ nước rộng lớn cả chục dặm đang di động trên không trung vậy. Nó đang muốn đè xuống thành, đem toàn bộ Thanh Châu thôn phệ bao phủ lấy. Chiến đấu tới giờ khắc này, Kim Mao thủy viên cái thế hung uy, bá chủ trong nước đã hoàn toàn được hiển lộ ra. Không, không, tiểu khảm giáp của ta. Lão Ngưu kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng triệu hồi lại thiên la khinh xa, chỉ thấy kiện vu bảo này bị xé mở một mảng lớn, đau đớn không ngừng. Lương Vương lại như lâm vào đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hồ nước ở trên trời, chỉ thấy hồ nước này càng lúc càng lớn, hiển nhiên Kim Mao thủy viên này đã hoàn toàn bị chọc giận, chuẩn bị cho nước ngập Thanh Châu. Xin mời cung chủ ra tay, hàng phục ưu viên. Lương Vương quyết định thật nhanh, cất cao giọng nói. Tám vị gia chủ thế gia khác cũng nhất tề hướng tới tụ bảo trai, chắp tay lên tiếng: Mời cung chủ ra tay, tru sát tên này. Diệp Phúc quá hung uy, đánh cho những gia chủ thế gia này tới mức phát bực lên, gần như mỗi người đều mang thương tích ở trên người. Thậm chí ngay cả môn hạ của Đông Hải Vạn Pháp Yêu là A Ngưu cùng Lương Vương liên kết lại cũng không ngăn chặn được hắn, bị hắn xé rách thiên la khinh xa. Lúc này Diệp Phúc lại đưa tới lũ lụt, trên bầu trời Thanh Châu giống như có một hồ nước lớn đang lơ lửng vậy. Hắn tính toán muốn dùng nước làm ngập Thanh Châu, biến dân chúng làm tôm cua cá. Duy nhất có thể chế trụ được hắn chỉ có cung chủ Bách Khoa Cung. Bởi vậy đám người Lương Vương mới đồng thanh kêu cứu: Chư vị không cần phải kinh hoàng, hắn chỉ bị ác khí của Kim Mao thủy viên khống chế thần trí nên mới làm bậy như vậy, bản cung tự đánh thức hắn ta. Từ trong tụ bảo trai, một thanh âm thanh nhã thản nhiên truyền ra, chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc xuất hiện trên không trung tụ bảo trai, lập tức một ngón tay trắng nõn to bằng cả cây thông điểm nhẹ tới trán của Diệp Phúc. Ngón tay trắng nõn này thần túy được xây dựng nên từ chân nguyên của vu sĩ, mang theo chút hư ảo, chậm rãi bay tới Diệp Phúc. Kim Ma thủy viên kiêng kỵ ngón tay này vạn phần, lớn tiếng giống giận, quanh thân của nó nổi lên một tấm màn nước đem chính mình bảo vệ. Dòng nước cuồn cuộn hình thành một cái lốc xoáy cực lớn. Pang pang pang. Ngón tay này giống như dương chỉ bạch ngọc, liên tục đâm thủng mấy màn nước này, dừng lại ở trên trán của Diệp Phúc, nhẹ nhàng điểm một chút rồi lập tức rút trở về. Diệp Phúc ngơ ngác đứng giữa không trung, một đầu ngón tay này của cung chủ Bách Khoa Cung cũng không làm thương tổn được chút nào tới hắn,
nhưng làm cho ác khí của Kim Ma Thủy Viên trong thú hóa đan bị gạt bỏ, khiến cho hắn khôi phục lại thần trí. Lúc này, thần trí của hắn thanh minh, tâm tình khác hẳn với vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình mênh mông chân khí, yêu khí. Không cần nghĩ, tâm niệm vừa động đã có thể tiến hóa ra đủ loại vô pháp. Hơn nữa, còn tùy tâm sở dục, hoàn toàn có thể đạt được cảm giới đạo pháp do tâm. Kim Ma Thủy Viên là bá chủ trong nước, lúc này Diệp Phúc hóa thành yêu viên, cảm giác được nước dường như thân thiết không gì sánh được với mình. Dường như hắn chỉ cần hơi động trong lòng, liền có thể đưa tới lũ lụt khôn cùng, đưa yêu nguyên bám vào trong nước, hóa thành đủ loại vô pháp. Miếng thú hoa đan kia chẳng những nâng cao tu vi của hắn, ngay cả tầm mắt của hắn cũng được đưa tới độ cao khó có thể tưởng tượng, khiến cho hắn có thể đứng ở trên độ cao tam chân cảnh, hạ nguyên kỳ mà nhìn xuống những sở học của mình. Đây là một loại cảnh giới huyền diệu, khiến hắn cảm thấy mình dường như có thể nắm bắt tất cả trong tay, ngạo mạn hết thảy. Mấu chốt hơn chính là yêu khí chân nguyên đã tẩy rửa thân thể hắn một lần, mang đi tạp chất trong thân thể hắn, khai thông toàn bộ những quan tạp. Việc này có ý nghĩa chỉ cần tu vi của hắn đạt tới, liền có thể không nhìn bất kỳ quan tạp nào cả, một đường mà hát vang. Trong những cảnh giới trước hạo nguyệt kỳ không có bất luận trở ngại nào cả. Miếng thú hoa đan kia đã hoàn toàn khai thông một con đường thông suốt đi tới hạo nguyệt kỳ, thực sự là có công lớn trong con đường tu luyện của hắn. Đỉnh đầu của Diệp Phúc, phiến hồ nước kia chậm rãi tản đi. Hắn tuy rằng bị bảo viên đan khống chế thần trí, nhưng vẫn nhìn thấy hết thảy những gì vừa xảy ra, chỉ có điều không thể khống chế được dục vọng muốn giết chóc của mình được thôi. Lúc này Thanh Châu một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là phòng ốc bị tổn hại, nước trong thành có thể phủ tới đầu gối người, khiến cho hắn có chút áy náy ở trong lòng. Tuy nhiên, nếu có thể lại một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn ăn bạo viên đan để đánh chết Mao Khai Phục. Tám gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu nhìn thấy Diệp Húc tán đi hung thế, nhất thể bước tới Diệp Húc, bộ mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, người đại náo Thanh Châu, tám gia chủ bát đại thế gia chúng ta đều bị ngươi đánh cho trọng thương, lúc này ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi. Ngươi làm cho nước ngập Thanh Châu, khiến dân chúng trong thành trôi giạt khắp nơi, tội chết vạn lần. Đả thương chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi phá hủy lễ thọ của Lương Vương, là gian tế của Ngũ Độc giáo phái tới, cố ý làm loạn. Không giết ngươi, khó có thể làm nhân dân hết căm phẫn. Không giết ngươi, khó có thể làm tiêu tan nộ khí trong lòng của ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chỉ thấy tám gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu này đang vây quanh hắn, đằng đằng sát khí. Lương Vương và A Ngưu một trước một sau ngăn lại Cố Ngôn Chi của Ngũ Độc giáo, ánh mắt lóe lên, cười lạnh mà nói: "Cố tiên sinh, còn mời các hạ an phận cho một chút, không nên nhúng tay vào. Vị đệ tử này của quý giáo khiến cho mặt mũi của Thanh Châu chúng ta mất sạch. Tất cả vũ sĩ đều bị hắn làm cho không còn chút thể diện nào cả. Chỉ sợ không xử trí hắn ta thì không dễ ăn nói rồi." Cố Ngôn Chi trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn cười khanh khách nói: "Ồ, Lương Vương, Ngưu huynh, không cần phải như thế. Cố mô ta cũng không phải là loại người không giảng đạo lý đâu. Đệ tử của giáo phái ta phạm phải sai lầm, cố mô tự nhiên không thể thiên vị hắn được." Hắn càng nói như thế, Lương Vương cùng A Ngưu đều phải cẩn thận, biết hắn khẳng định đã động sát khí rồi, bất ngờ sẽ hạ sát thủ cứu viện Diệp Húc kia. Ngũ Độc giáo có tiếng là bao che khuyết điểm, hơn nữa Cố Ngôn Chi này khẩu Phật tâm xà, gian hoạt giả dối, ác danh vô cùng. Nếu không phòng bị hắn, liền có khả năng bị hắn đánh lén rồi. Lương Vương nghĩ tới đây cười ha hả nói: "Ồ, Cố tiên sinh, ngươi từ ngàn dặm xa xôi tới đây mừng thọ cho tiểu vương. Tiểu vương rất cảm kích, không muốn động thủ với ngươi mà thương tổn tới hỏa khí. Mong Cố tiên sinh đừng nên bức ta." Cố Ngôn Chi mỉm cười nói: "Lương Vương khách khí rồi. Cố mỗ trong lòng kính ngưỡng Lương Vương nên mới tới đây. Tất nhiên tuyệt đối không bởi vì một người đã gây ra tội nghiệt mà động thủ với Lương Vương ngài, phá hư giao tình giữa hai nhà chúng ta đâu. Cố mỗ sở dĩ lo lắng chính là vị đệ tử Ngũ Độc giáo ta dùng thu hoa đan, dược lực còn chưa biến mất. Gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu liệu có phải đối thủ của hắn ta không?" Hắn càng nói càng điềm đạm, Lương Vương thả lỏng người, cười nói: "Không nhọc tiên sinh lo lắng, Bách Hoa công chủ đã trấn áp được ác khí của thú hoa đan, không có ý thức chiến đấu của Kim Mao Thủy Viên. Lúc này, hắn cho dù có tu vi của Hạo Nguyệt Kỳ cũng không thể phát huy được bao nhiêu đâu." Cố Ngôn Chi cũng biết Bách Hoa công chủ đã gạt bỏ ý thức chiến đấu của Kim Mao Thủy Viên. Diệp Húc lúc này sức chiến đấu chỉ sợ phát huy ra không được khai thành. Hắn cười tủm tỉm nói: "Lương Vương cần gì phải cố sức bức." Hắn trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Nếu đám khốn kiếp này thật sự giết đi nhân tài mà giáo ta vất vả bồi dưỡng ra, ta lập tức trở về nói xin chỉ thị của giáo chủ, kêu gọi lão quái vật bế quan trong giáo huyết tẩy Thanh Châu này. Mà lúc bấy giờ Diệp Húc đang nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy gia chủ của bát đại vu hoang thế gia Thanh Châu đang tới khởi vu bảo chuẩn bị một kích mà đánh chết hắn.
Diệp Phúc không khỏi nhíu mày, ồm ồm lên tiếng nói. Sao, các ngươi muốn giết chết ta sao? Hừ, vô nghĩa, hôm nay chắc chắn ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Đinh gia gia chủ nhổ một ngụm máu, phẫn nộ quát lên. Hắn suýt nữa bị Diệp Phúc hành hung tới chết, lại không dám tới khởi Ngọc Lâu, sợ Ngọc Lâu của mình bị một quyền hắn oanh nát. Thể diện của hắn bị mất sạch, trong lòng lửa giận có thể nghĩ được. Tiểu tử, không cần hy vọng xa vời, có người tới cứu ngươi đâu. Người không chết, thiên lý khó dung. Lam gia gia chủ bị một quyền của hắn đánh gãy hai chân, lúc này ỷ vào tu vi cao thâm dùng ngự khí vi hành, cả giận mà nói. Tương gia gia chủ bị một quyền của hắn đánh vào mặt, răng trong miệng đã vỡ nát hết, mặt mày sưng phù như một trái thọ đào, tức giận lên tiếng. Ông. Hắn tuy rằng không nói được thành lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn là không giết người khó có thể hóa giải được căm phẫn trong lòng của mọi người. Diệp Húc đưa mắt nhìn địch, thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói. Lúc trước ta đúng là có sai, nguyên tính xin lỗi các ngươi. Tuy nhiên nếu các ngươi không định buông tha cho ta, vậy không thể trách lòng ta lòng lang dạ sói được. Lên. Song trưởng của hắn rung lên, năm ngón tay mở ra chụp xuống phía dưới, chân nguyên yêu khí phát ra bên ngoài, chỉ thấy những giọt nước trong thành rít gào phóng lên, nhô lên trên cao hóa thành một đầu ác dao. Nó dương nanh múa vuốt hung ác dị thường, tản mát ra một cỗ ác khí khiến cho người ta hít thở không thông. Dao long này dài tới 100 mét, ước chừng có 20 con, phát ra hung uy mức độ khủng bố khó có thể tưởng tượng được. 20 đầu dao long trên trời xoay quanh bay múa trên không trung Thanh Châu, tiếng long ngâm liên tiếp vang lên làm cho người ta hoảng hốt, giống như đi vào nơi tượng cổ man hoang vậy. Dược lực của bạo viên đan chưa từng biến mất, thân hình Diệp Húc lúc này giống như bạo viên. Hắn dẫm lên một trên một cột nước, trực tiếp hướng tới các gia chủ của thế gia Thanh Châu, tức giận rồi nói. Ta không muốn đại khai sát giới, thế nhưng là các ngươi bức ta. Từng đầu giao long móc cái vào với nhau, hình thành một cái kéo cực lớn ở trên không trung. Khí thế hung ác cực kỳ, làm cho người ta phải tim đập chân run. Ước chừng 10 cái thủy long tiễn, dài gần 100 mét, hướng tới các gia chủ. Thậm chí ngay cả Lương Vương cùng An Nghiêu cũng bị uy hiếp một phen. Diệp Húc lúc này hung uy cái thế, chấn áp toàn thành, chuẩn bị đem những gia chủ này cùng với Lương Vương hết thành một mẻ, toàn bộ giết hết. Lương Vương chăn đấm mồ hôi, những người khác cũng ngứt đấm mồ hôi, không ai dám nhúc nhích. Không ai ngờ được rằng ý thức chiến đấu của Diệp Húc không ngờ lại còn mạnh hơn cả ý thức của Kim Ma Thủy Viên. Nếu là ý thức chiến đấu của Kim Ma Thủy Viên làm chủ, bọn họ còn có thể chống lại. Nhưng lúc này đổi thành ý thức của Diệp Húc, không ngờ còn hung hãn hơn trước đây mấy lần, không ai nắm chắc được có thể chống lại một kéo cắt này. Tiểu tử này chỉ sợ đã nhìn thấy giao long chân chính rồi. Nếu hắn có thể sống mà tu luyện tới tam chân cánh hạ nguyệt kỳ, chỉ sợ ngang cấp vũ sĩ không ai là đối thủ của hắn ta cả. Những giọt mồ hôi trên trán của Lương Vương lan xuống, bất chấp đối phó với Cố Ngôn Chi, xoay người nhìn thủy long tiễn thầm nghĩ, chẳng lẽ quần hùng Thanh Châu ta tất cả đều chết trong tay một tiểu bối hay sao? Toàn quân bị diệt ư? Nhân tài. Mà trong mắt của Cố Ngôn Chi đang tỏa sáng, gần như không kìm nổi mà cười to. Trong lòng hắn hung tợn rồi nói, đem những người này cắt chết đi, giáo ta liền có thể thâu tóm được Thanh Châu, thiết hạ phân đà ở Thanh Châu này rồi. Trong tụ bảo trai đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài, chỉ nghe thanh âm của Bách Khoa công chủ truyền tới, nàng cười nói, chư vị đều là những nhân vật có uy tín cùng danh dự, còn tranh chấp làm gì, ta cùng chư vị giải hòa sao, như thế nào? Dứt lời, một viên minh châu từ trong tụ bảo trai chậm rãi dâng lên, lớn như cái sọt, tản mắt ra một loại hào quang thuần khiết. Viên minh châu kia giống như tim người, rung động nhảy lên, giống như bên trong có ẩn chứa sinh mệnh vậy. Bên trong minh châu dường như có không gian lớn gì đấy, hơi nhoáng lên một cái, giữa minh châu đột nhiên một cái rễ mọc ra rồi nảy mầm, những tán cây phá ra. Ở bên trong minh châu có một đóa hoa lan sinh trưởng, u động lòng người, làm cho sát khí xung quanh biến thành hư không. Lúc này nguyên khí thiên địa đều trở nên vô cùng trầm trọng, thậm chí ngay cả thủy long tiễn của Diệp Húc cũng biến mất, lũ lụt không cánh mà bay. Đây là nguyên thai của Vu Sĩ, dùng nguyên đan làm thai dưỡng dục ra nguyên thần. Bách Khoa công chủ lấy minh châu làm thai, hoa lan làm thần, đóa thâm cốc u lan này là nguyên thần của nàng, những người khác bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cố Ngôn Chi, Lương Vương, đám người thấy tình hình như vậy đều hơi kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói, công chủ chỉ báo, mỗ không dám không nghe theo. A Nghiêu nhìn thấy đóa hoa thâm cốc u lan bên trong minh châu kia cũng chấn động mà thầm nói, tiểu bị nương họ Tố này so với lần trước đi La Phù Đáo lại càng lợi hại hơn rồi. Lần trước nàng tam thai cánh mộ thai kỳ, lấy nguyên đan làm thai, tu vi vừa mới đạt tới mộ thai lục phẩm. Lúc này không ngờ tiểu bị nương này
lại làm cho nguyên thần rời khỏi tử phủ được rồi kìa, rơi vào bên trong mô thai, luyện thành ảo thai rồi. Chỉ mới hơn một năm trời, đã từ mô thai lục phẩm nâng cao đến bốn cảnh giới nhỏ, bước vào ảo thai nhất phẩm. Cái loại tư chất này khó tìm được một không hai. Có trách ngay cả vạn pháp yêu vương cũng kính lễ với nàng như vậy. Cố Ngôn Chi ánh mắt chợt lóe lên, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Vũ sĩ Thành Châu thực lực không thể khinh thường được. Bách Khoa Cung công chủ chỉ sợ đã luyện thành ảo thai. Trong giáo của ta chỉ sợ chỉ có giáo chủ và vài vị lão quái vật đang bế quan kia mới có thể địch nổi với nàng. Các gia gia chủ thế gia Thanh Châu đều rất xuống, yên lặng không nói gì. Bách Khoa công chủ căn bản không có ra tay, chỉ có tế gia ảo thai của bản thân tu luyện thành, liền khiến cho quân hùng thúc thủ. Diệp Phúc cũng hạ xuống thế nước, chậm rãi xuống mặt đất, trong lòng khâm phục vị Bách Khoa công chủ này vạn phần. Bách Khoa Cung công chủ thực lực chỉ sợ không kém mấy so với chủ nhân của Ngũ Độc Động Phủ, khó trách có thể lĩnh một môn phái xưng là công chủ như vậy. Kiến thức của hắn càng ngày càng nhiều, liền càng rõ được con đường tu hành gian khổ. Người tu luyện tới tam chân cảnh hạ nguyệt kỳ cũng không ít, nhưng có thể đạt tới trình độ như Bách Khoa công chủ này đã ít lại càng ít. Những người này không người nào không phải là kỳ tài ngút trời, cần tu khổ luyện lại có chút may mắn mới có thể bước lên trên đỉnh của tu hành ngạo mạn quần hùng. Đột nhiên Diệp Phúc cảm thấy cả người suy yếu, thân thể chậm rãi khôi phục lại như cũ. Dược lực của Thú Hoa Đan rốt cục cũng tiêu hao hết, khiến cho hắn từ hình thái của Kim Mao thủy viên khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Lực lượng bá đạo trên người hắn bị rút đi, khiến cho hắn có hơi chút không thoải mái. Quần áo của hắn bị rách tung tóe, quần áo không thể che phủ được toàn bộ thân hình nữa rồi. Diệp Phúc lúc này tới Khải Ngọc lâu, lấy bộ quần áo màu lam mặc lên người. Đánh thành của chúng ta ra tình trạng thê thảm như thế này, không ngờ chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi. Hắn tu vi mới là bồi nguyên kỳ, ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn được. Gia chủ của Bát Đại Vu Hoang thế gia Thanh Châu ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lộ ra thần sắc khó thể tin được. Bọn họ một hồi huyết chiến với Diệp Húc chật vật vô cùng, lại không thể ngờ suýt nữa Thanh Châu bị ngập nước, gần như chảm sát tất cả bọn họ. Nhưng mà đối thủ không ngờ chỉ là một thiếu niên trạc tuổi 15 này. Kết quả này làm cho bọn họ khó có thể chấp nhận được. Nếu mà Diệp Húc đúng là khuôn mặt cứng cỏi dữ tợn của một thanh niên trai tráng, bọn họ miễn cưỡng có thể cho rằng mặc dù bại nhưng vẫn vinh quang. Nhưng Diệp Húc trở lại diện mạo của mình, không ngờ lại chỉ là một thiếu niên nhược quán. Hơn nữa hào hoa phong nhã, dáng người hơi gầy yếu làm cho bọn họ gần như sụp đổ. Càng làm cho bọn họ thêm hỏng chính là thiếu niên này tu vi không ngờ chỉ là bồi nguyên kỳ, là nhân vật thấp bé bên trong vũ sĩ. Những vũ sĩ tu vi như thế này ngày xưa bọn họ còn khinh thường không thèm liếc mắt nhìn, nhưng hiện giờ chính là một tiểu vũ sĩ mà suýt nếu làm cho bọn họ mất cái mạng già. Diệp Húc làm cho bọn hắn khiếp sợ, chỉ kém so với Bách Khoa công chủ một chút. A Ngưu trừng mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới thầm nghĩ, chính là thiếu niên này đã xé rách tiểu khảm giáp mà vạn pháp yêu vương ban cho ta hay sao? Tiểu tử này đầu không lớn nhưng so với lão Ngưu ta đây còn mạnh hơn sao? Vài vị gia chủ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, ánh mắt bất thiện. Thể diện của Vu Hoàng thế gia Thanh Châu ta có thể nói là mất hết rồi. Thiếu niên này thực sự đáng chết, đáng chết mà. Cố Ngôn Chi lại đắc ý rào rạt, mở cửa trong bụng, càng nhìn Diệp Húc càng thấy thuận mắt. Gia chủ của Bát Đại thế gia Thanh Châu thì có năng lực gì chứ? Lương vương đại thọ thì làm sao? Ở Thanh Châu này các ngươi đều không chút nổi bật nào cả. Làm náo động nhất chính là Ngũ Độc giáo ta rồi. Một bồi nguyên kỳ đệ tử liền có thể đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất kìa, chạy chung quanh cầu cứu kìa. Trong lòng của hắn càng đắc ý hơn, thầm nghĩ, vị đệ tử Ngũ Độc giáo này bề ngoài gầy yếu nhưng xuống tay ác độc, có vài phần phong phạm của Ngũ Độc tú sĩ. Khó trách người khác đều nói tác phong của Ngũ Độc giáo chúng ta đều là một mạch. Lúc này thiếu nữ từng chiêu đãi Diệp Húc cả tụ bảo trai đi tới bên người Diệp Húc, khẽ cười nói, Diệp công tử, công chủ nhà ta cho mời. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra cười nói, cô nương mời dẫn đường. Hắn lần này đắc tội nhiều cao thủ cấp gia chủ như vậy, trước mắt bao người cũng có chút lo sợ bất an. Dù sao hắn hành hung tất cả những vị gia chủ này một lần, thậm chí suýt nữa thì giết chết vài vị. Nếu như lúc này các gia chủ trở mặt thì hắn chỉ có thể vận dụng một viên Thú Hóa Đan cuối cùng này. Mọi người trơ mắt nhìn hắn đi vào tụ bảo trai, không ai dám động thủ ngăn trở. Tụ bảo trai chính là sản nghiệp của Bách Khoa Cung, lúc này lại có Bách Khoa Cung chủ trấn thủ, ai cũng không dám có chút dị động. A Nghiêu ánh mắt tỏa sáng, cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Húc đi vào trong tụ bảo trai, thầm nói, tiểu tử này thật may mắn, không ngờ lại được Bách Khoa Cung chủ coi trọng. Chẳng lẽ bởi vì hắn mặt trắng hơn ta hay sao? Hắn nhưng chưa chắc có được bộ lông ngực dày như của ta đâu. Diệp Húc đi vào tụ bảo trai, được thiếu nữ kia mời lên lầu 4. Tụ bảo trai tổng cộng chia làm 4 tầng,
tầng thứ 3 bán ra vu bảo, tầng thứ 4 dùng để chiêu đãi khách quý. Ngày thường, ngay cả những vị thế gia gia chủ cũng không có tư cách bước vào nơi này. Trong phòng khách, Diệp Phúc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều, Chu Thế Văn, đám người đang ngồi ở trên ghế thượng khách. Bên cạnh có nữ đệ tử Bách Khoa Cung hầu hạ. Tô Kiều Kiều có vẻ có chút mất tự nhiên, ôm lấy hoa hồ diêu, không nói lời nào. Phương Thần mắt nhìn mũi, lỗ mũi hướng tâm, ngồi yên một chỗ không động đậy, mà Công Dương Giảm thì đứng ngồi không yên. Trước đây thân phận của hắn thấp kém, hiện giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật lớn như vậy. Mà Chu Thế Văn thì lại đang đàm luận với một nữ nhân cung trang. Cung chủ, nhận ta đi, Bách Khoa Cung nhiều hơn một năm đệ tử, cũng có vẻ có chút dương khí rồi. Cái khác không nói, thế gian còn có thể tìm được một thiếu niên xuất sắc như ta hay sao? Diệp Phúc đánh giá một cái, chỉ thấy nàng kia ước chừng 30 tuổi, khóe miệng mỉm cười, trên mặt mơ hồ mang theo thanh khí, hiển nhiên là bị Chu Thế Văn tra tấn tới biên giới của bạo tẩu rồi. Cung trang nữ nhân kia dịu dàng, nói: thật sự không thể thu, Bách Khoa Cung ta chỉ nhận nữ đệ tử. Ngài coi ta là nữ nhân, không phải thành rồi hay sao? Chu Thế Văn mặt dày mày dạn, cười nịnh mà nói. Những đệ tử khác của Bách Khoa Cung vẻ mặt tức giận, hung hăng nhìn Chu Dâu Dậm, thầm nghĩ trong lòng: người này thực không biết xấu hổ, tuổi tác lớn như vậy rồi, nửa bước vào quan tài rồi, sắc tâm còn không đổi, nghĩ muốn lẩn vào trong Bách Khoa Cung ta tính toán trâu già gặm cỏ non hay sao? Nếu không phải ngươi có Đông Hải Giao Nhân Châu, cung chủ đã sớm tát cho ngươi một cái chết toi rồi. Thiếu nữ thế bước lên phía trước cười nói: cung chủ, Diệp công tử tới rồi. Dứt lời, nàng lùi sang một bên. Thiếu bảo xin ra mắt cung chủ. Diệp Phúc tiến lên thi lễ nói. Nữ nhân cung trang kia nhẹ nhàng thở ra, nàng cười: bản cung nghe nói ngươi có một bộ Đông Hải Giao Nhân Châu, có thể cho ta nhìn thấy không? Diệp Phúc lấy Dạ Minh Châu ra, Phương Thần cùng Chu Thế Văn cũng lấy ra phần của mình, ước chừng có 23 viên. Trong phòng khách, ánh mắt những thiếu nữ Bách Khoa Cung nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào những viên Dạ Minh Châu này, lộ ra thần sắc mê ly. Bách Khoa Cung chủ ánh mắt sáng lên, nàng cười nói: thật là giận tiểu tiện nhân Lạc Già Sơn kia, lần trước lấy ra được một viên Đông Hải Giao Nhân Châu liền khoe khoang với ta, lần này bản cung mang theo cả bộ tới Lạc Già Sơn của các nàng đập bãi, làm cho các nàng tức chết mới được. Diệp Húc ngẩn ngơ, hắn đã nhìn thấy Bách Khoa Cung chủ ra tay hai lần không mang theo một chút tức giận nào cả, rất có phong phạm của cao nhân, mà lúc này nghe thấy lời của nàng, Diệp Húc có vẻ phần hồ nghi. Vị Bách Khoa Cung cung chủ này sao lại thấy giống một người đàn bà bại gia như vậy? Một thiếu nữ bên cạnh cười nói: đúng đúng, lên núi của các nàng đập bãi khiến cho các nàng ở trước mặt Bách Khoa Cung chúng ta cả đời không dậy nổi cái đầu. Cung chủ, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi chế nhạo các nàng đi. Sau khi chế nhạo các nàng, chúng ta sẽ mang chúng tới Bách Khoa Cung, tạo ra cảnh tượng Long Cung dưới đáy biển. Các thiếu nữ mồm năm miệng 10 thảo luận ầm ĩ, mỗi người hưng phấn dị thường. Diệp Húc không khỏi kinh ngạc, ngạc nhiên, trong lòng thầm nói: Bách Khoa Cung này giống như cả núi đều là đám đàn bà bại gia vậy. Yên lặng, không được tranh cãi ở Mỹ nữa, làm mất thể diện của Bách Khoa Cung chúng ta trước mặt người ngoài. Bách Khoa Cung chủ ho khan một tiếng, các thiếu nữ lúc này mới yên lặng trở lại, chỉ nghe thấy Bách Khoa Cung cung chủ nghi hoặc mà hỏi: Diệp Tiểu Ca Nhi, nơi này chỉ có 23 viên Đông Hải Giao Nhân Châu, theo lý mà nói hẳn phải là 24 viên mới đủ bộ, gọi là nhị thập tứ kiểu minh nguyệt, 24 cầu trăng sáng. Nếu thiếu đi một viên, giá trị phải suy giảm đi rất nhiều. Diệp Phúc có chút khó khăn, hắn đã đưa viên này cho Tô Kiều Kiều rồi. Kiều Kiều theo hắn nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tặng cho nàng đồ vật quý giá. Lần trước, đưa cho nàng cái châm kẻ tóc. Cô gái này tới giờ vẫn đội trên đầu, không có đổi cái đồ trang sức quý giá nào khác. Cung chủ, ta còn có một viên này. Tô Kiều Kiều lấy ra viên Đông Hải Giao Nhân Châu mà Diệp Phúc đã đưa cho nàng, đánh bạo mà hỏi: viên Dạ Minh Châu này có thể đưa cho cung chủ, nhưng xin cung chủ thu nhận ta gia nhập Bách Khoa Cung. Bách Khoa Cung chủ cẩn thận đánh giá nàng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng kéo tay nàng. Một tia chân nguyên chảy vào trong cơ thể của nàng, lập tức thấu triệt tư chất của Tô Kiều Kiều, không khỏi mừng rỡ như điên, cười nói: thật sự là tạo hóa, ngươi còn hơn vô số Đông Hải Giao Nhân Châu này. Đệ tử này ta nhận, chỉ cần sau này ngươi có tiền đồ, sẽ không quên Bách Khoa Cung ta là được rồi. Những nữ đệ tử Bách Khoa Cung khác khó hiểu không ngừng. Tô Kiều Kiều muốn gia nhập Bách Khoa Cung thì đệ tử cấp thấp như thế này tùy tiện một cái có thể ai cũng làm sư phụ được nàng. Nhưng mà nghe ý tứ của cung chủ thì chính bản thân mình sẽ truyền thụ vu pháp tâm pháp cho nàng, dạy nàng tu hành. Bách Khoa Cung chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng nhìn tư chất của Tô Kiều Kiều mới phát hiện ra tư chất của cô gái này hơn xa với những thường nhân, là thân thể thủy đức cộng công hiếm có.
so với nàng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng cô gái này vẫn chưa bước vào tiên thiên, đạt được thiên đạo kế thừa, ngay cả vô sĩ cũng không tính, nhưng Bách Khoa cung chủ khẳng định tương lai thành tựu của nàng sẽ vượt xa chính mình. Người có tư chất như thế này thường thường là truyền nhân của vu hoang thế gia cổ xưa, hoặc sớm đã được danh môn đại phái khác thu làm đệ tử. Người có được ngũ hành thể chất là thế gian hiếm có, hơn nữa thành tựu cũng đạt được kinh người, đạt được thiên đạo kế thừa cao nhất là chắc chắn. Hơn nữa những người này thành tựu là không thể hạn lượng, tu vi sau khi đại thành có thể khai tông lập phái, mở phủ lập quốc, hết thảy cũng không nói chơi. Tỷ như vị thủy tổ hoàng đế khai sáng ra Đại Tần kia, đó là người có thân thể kim đức thiếu hạo hiếm thấy, đạt được ma đạo truyền thừa cao nhất, khai sáng ra Đại Tần đế quốc, cơ nghiệp muôn đời. Bách Khoa cung chỉ là một môn phái nhỏ ở ven biển Đông Hải, so với những vu hoang thế gia cổ xưa hay hàng nghìn hàng vạn danh môn đại phái, kinh nghiệm lý lịch phi thường nông cạn. Tuy nhiên Tô Kiều Kiều tới cửa lại khiến cho Bách Khoa cung chủ tâm sinh tin tưởng, có thể bồi dưỡng ra được một đệ tử khai sáng ra cơ nghiệp muôn đời. Về phần Đông Hải Giao Nhân Châu thì đã bị nàng đặt ở vị trí thứ hai. Thiếu gia, Tô Kiều Kiều quay đầu nhìn lại Diệp Phúc về mặt chờ mong. Diệp Phúc nhẹ nhàng gật đầu cười nói: cung chủ đã đáp ứng thu ngươi là đồ đệ, còn không mau bái sư đi. Hắn biết suy nghĩ của Tô Kiều Kiều, bởi vì cho rằng thực lực của mình quá yếu, đi theo Diệp Phúc chỉ làm liên lụy tới hắn mà thôi. Về phần phương diện khác, trong nội tâm của nha đầu này cũng muốn có thể biến thành mạnh mẽ để giúp đỡ cho hắn, mà không phải trốn sau lưng Diệp Phúc khẩn cầu bảo vệ. Từ khi rời khỏi Liễu Châu, kiến thức thế giới bên ngoài rộng lớn mà tàn khốc, Diệp Phúc cũng nhận thức được năng lực của mình là không đủ. Kiều Kiều có Bách Khoa cung bảo vệ, hắn cũng ít lo lắng đi hơn một chút. Huống chi lúc này ở Thanh Châu cũng chỉ có Bách Khoa cung mới có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều trong lòng vui mừng, lập tức bái sư. Bách Khoa cung cung chủ trong lòng vui sướng, cuống quýt đỡ nàng đứng lên, để nàng ra phía sau lưng mình, e sợ người khác đoạt đi, nàng cười nói: tương lai ta tự đi vị trí cung chủ Bách Khoa cung này phải giao cho ngươi rồi. Ngụ ý là đem Tô Kiều Kiều đảm nhiệm chức vụ cung chủ sau này. Nhiều đệ tử Bách Khoa cung ngơ ngác nhìn nhau, hồn nhiên không biết cung chủ vì sao đem vị trí đảm nhiệm cung chủ giao cho một đệ tử vừa mới nhập môn, không khỏi có chút qua loa rồi. Thậm chí ngay cả Chu Thế Văn, Phương Thần, đám người cũng lộ ra dị sắc. Luận tu vi, từng đệ tử của Bách Khoa cung cao minh hơn gấp trăm lần so với Tô Kiều Kiều. Đưa chức vị cung chủ tương lai cho một đệ tử mới nhập môn, chẳng lẽ Bách Khoa cung chủ không sợ đệ tử khác sẽ không phục hay sao? Chỉ có trong lòng Diệp Húc là biết rõ, nếu Bách Khoa cung cung chủ không để cho Tô Kiều Kiều được một vị trí cung chủ, chỉ sợ cũng không giữ được một trong ngũ hành thân thể đi, cho nên mới giao trọng trách này. Kiều Kiều bái nhập Bách Khoa cung tuyệt đối sẽ không bị khinh bỉ, ta cũng có thể là thả lỏng được rồi. Diệp Phúc thầm nghĩ trong lòng. Diệp tiểu ca, ngươi cần kiểu chuyển nguyên công ta cũng chưa từng nghe qua, tuy nhiên tinh thần nguyên tử, tinh thạch bản cung cũng có một chút đấy. Bách Khoa cung chủ mỉm cười nói: tinh thần nguyên tử, tinh thạch là sau khi bầu trời bùng nổ, nội hạch rơi xuống nhân gian hình thành tinh thạch. Loại khoáng vật này cực kỳ hiếm thấy, có thể tự nhiên mà tụ tập được chu thiên tinh lực, là tài liệu để bày trận và luyện khí tốt nhất rồi. Đại đa số vô sĩ đừng nói là gặp qua, thậm chí ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Bản cung lần trước ở trên đại hội La Phù Đáo do Vạn Kiếp Yêu Vương tổ chức, phát triển có người bán, bởi vậy mới dùng 10 kiện bình thường vu báo mà mua lại. Ta chuẩn bị bày hộ sơn đại trận ở Bách Khoa cung, bảo vệ cơ nghiệp của Bách Khoa cung này. Tuy nhiên khối tinh thần nguyên tử tinh thạch ta đoạt được lại quá nhỏ, mặc dù bày ra hộ sơn đại trận cũng không đủ che lấp toàn bộ ngọn núi, cho nên vẫn chậm chạp chưa động thủ. Nếu người muốn đổi nguyên tử tinh thạch thì ta lấy khối này ra đổi lấy Đông Hải Giao Nhân Châu trong tay của ngươi đi. Diệp Phúc trong lòng vừa động, hắn cũng không ngờ giá trị của tinh thần nguyên tử tinh thạch lại cao như vậy, là tài liệu để bố trí trận pháp bảo vệ cho sân môn của môn phái. Tiểu Chu Thiên tinh đấu vi trần cấp pháp Tàn Thiên có tinh đấu vi trần trận pháp, nó phải dùng tinh thần nguyên tử tinh thạch để bày ra, dùng để dẫn dắt chu thiên tinh lực nâng cao tu vi người tu luyện. Mà những môn phái khác cũng dùng loại khoáng vật này để bày trận hộ sơn, cho nên ít nhiều cũng khẳng định tinh đấu vi trần trận pháp này thật không bình thường. Bách Khoa công chủ tâm niệm hơi động, đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một tòa ngọc lâu, tản mắt ra hơi thở kinh khủng. Đây là một tòa thất tầng thất tinh thanh quang hàng ngọc lâu. Ngọc lâu một tầng tiếp một tầng, cao gần 10 trượng, làm cho tụ ngọc trai bị thủng một cái lỗ. Đám người Chu Thế Văn cũng nhìn ra, nữ nhân này đúng là một người đàn bà bại gia, phá hư sản nghiệp của mình cũng không thèm để ý. Khó trách tu vi của Bách Khoa công chủ lại cao lên như vậy, hóa ra tư chất của nàng tốt hơn ta với công tử bột kia rất nhiều. Thất tầng thất tinh thanh quang hàng ngọc lâu ta còn lần đầu tiên mới nhìn thấy, chỉ sợ chỉ có Thiếu Báo mới có thể so sánh với nàng.
Chu Thế Văn nghĩ tới đây, nhìn Diệp Phúc một cái. Hắn từng nghe nói khi Diệp Phúc thăng tiến làm vũ sĩ, đã đạt được thất tinh hàng ngọc lâu, lại không biết bị ai đánh vỡ. Mãi tới bây giờ, đây vẫn là một câu đố khó giải thích. Bách Khoa Cung Chủ lấy từ trong ngọc lâu ra một khối khoáng thạch màu lam, nó chỉ lớn bằng một đầu người. Khối đá này vừa xuất hiện, lập tức dẫn dắt chu thiên tinh lực ở phạm vi vài trăm mét lại đây ngưng kết nhanh chóng. Chung quanh khối đá hình thành một khối chu thiên tinh lực hình tròn, nửa chìm nửa di động, sáng rọi rực rỡ. Một viên này giống như một ngôi sao hình tròn vậy, dường như khối đá này đã đem toàn bộ chư thiên tinh đấu trong vũ trụ hết thải khuân tới đây, vô số các vì sao vây chung quanh nó mà xoay tròn. Tuy nhiên, những tinh lực ngưng kết thành tinh đấu này vô cùng ngưng tụ, so với những vì sao trong vũ trụ thì nhỏ hơn vô số lần. Tinh thần nguyên tử tinh thạch dẫn nguyên khí của chu thiên tinh đấu tới, loại nguyên khí này pha tạp không thuần khiết, không thể dùng để tu luyện, bởi vậy chỉ có thể dùng để bày trận hoặc luyện khí mà thôi. Tảng đá này nhìn qua không lớn, thế nhưng cũng là một viên trung tâm trong một ngôi sao trên không trung. Nó nặng cả ngàn cân, nếu như luyện khí, chỉ cần đập một miếng nhỏ bằng móng tay là được rồi. Bách Khoa Cung Chủ giao tinh thần nguyên tử tinh thạch cho Diệp Húc, quay đầu nhìn Phương Thần rồi nhíu mày lại. Đông Hải Giao Nhân Châu này cũng không phải thuộc về một mình Diệp Húc, nàng đã hỏi qua Phương Thần một lần, biết vị thiếu niên này nhìn như nho nhã hơn hẳn Diệp Húc, không ngờ yêu cầu cung cấp cho hắn 100 vu sĩ dung nguyên kỳ để hắn tu luyện vu pháp. Đám tiểu tử này làm sao lại khó chơi như vậy đây? Bách Khoa Công Chủ chỉ cảm thấy một trận đau đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình sứ rồi nói: Phương tiểu ca, người tu luyện chính là huyết ma nguyên hồn đại pháp, đơn giản là hấp thu khí huyết trong cơ thể yêu thú hoặc vu sĩ để đề thăng tu vi của bản thân. Tâm pháp thì mặc dù tốt nhưng lại dễ tẩu hỏa nhập ma. Bản cung tìm kiếm được một tài liệu, hồi trước mở một lò luyện đan luyện được 100 viên quy nguyên đan, tính tặng cho mấy đệ tử nâng cao tu vi. Những quy nguyên đan này đủ đem tu vi của ngươi tăng lên tam chân cảnh, hơn nữa không tẩu hỏa nhập ma. Phương Thần mừng rỡ, vội vàng thu lại bình sứ. Bách Khoa Cung Chủ lại nhìn Chu Thế Văn, trầm mặc một lát rồi nói: Còn Chu lão ca, cho ngươi gia nhập vào Bách Khoa Cung là không có khả năng rồi, không bằng bồi thường cho ngươi vài món vũ bảo, sao, như thế nào? Sao, Chu lão ca ư? Chu Thế Văn ngẩn ngơ kêu oan nói: Cung chủ, ta thật sự mới 15 tuổi, phong nhã hào hoa, băng thanh ngọc khiết, tinh thần phấn chấn bồng bột, niên kỷ tự nhiên rất còn trẻ. Ngài không tin cứ thử bóp xem, tuyệt đối là non tới mức bóp ra nước này. Bách Khoa Cung Chủ không dám để cho hắn nói lời vô nghĩa. Diệp Phúc trước khi đi tới đây, Chu Thế Văn đã làm cho nàng suýt chút nữa phát điên lên. Nàng tùy tay một chảo, ném vài ba món vũ bảo ra, nhét vào trong lòng của hắn, phất tay rồi nói: Tiễn khách. Chu Thế Văn còn định nói thêm, Bách Khoa Cung Chủ lông mi đã đảo ngược, giơ tay tóm sau của hắn, hất từ lầu 4 xuống. Nữ nhân này thật là nóng tính mà. Chu Thế Văn đứng ở dưới lầu, chỉ thấy Bách Khoa Cung Chủ nhét vào trong lòng ngực mình mấy món vũ bảo, có một con thuyền nhỏ màu hồng, một cái khăn gấm, còn một cái cờ nhỏ màu xanh, không biết có lợi ích gì. Sau một lúc lâu, Diệp Húc đám người từ trên lầu đi xuống, cũng vẫn là cô gái ở tụ bảo trai cung kính đưa bọn họ xuống, vừa đi vừa cười vừa nói: Cùng đi nhưng không cùng mệnh. Tuy nhiên nói gì thì nói, công tử bột được một đống dược hoàn, ăn xong sẽ hết. Thiếu bảo có được tảng đá kia, lại không thể thành cơm ăn được. Chỉ có lão tử ta đây được ba kiện vu bảo, hơn nữa còn thiên tàm bảo y, vũ trang đến tận răng, thực là đại tại đại chủ, nhà giàu mới nổi mà. Các ngươi đều là đệ tử Ngũ Độc Giáo ta sao? Chu Thế Văn nghe thấy một thanh âm ôn hòa từ sau lưng chuyển tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ áo xanh không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Các ngươi là đệ tử của ai? Khi ta ở trên núi cũng chưa từng gặp qua các ngươi vậy. Cố Ngôn Chi đánh giá ba người, đang nhìn càng vui. Tuy nhiên khi nhìn thấy Chu Dâu Dậm có chút nghi hoặc. Người này tuổi tác sao lại lớn như vậy, không ngờ còn muốn già hơn ta một chút kìa. Diệp Húc trong lòng hồi hộp thầm nghĩ, chẳng lẽ gặp được chính chủ rồi hay sao? Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, bọn họ sở dĩ hoành hành ngang ngược không chút kinh nể ở Thanh Châu này là chính nhờ vào danh tiếng của Ngũ Độc Giáo mang lại, nếu bị người ta vạch trần chỉ sợ sẽ lọt vào vây công. Diệp Húc kiên trì hỏi, vị tiên sinh này ngay là ngay cả ta các ngươi cũng không biết sao? Cố Ngôn Chi nao nao không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, sinh ra hoài nghi thân phận của ba người Diệp Húc, nhưng trên mặt lại cười rất vui vẻ mà nói, hay các ngươi không phải là đệ tử Ngũ Độc Giáo ta đấy. Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, nhưng Diệp Phúc lại có một loại cảm giác nguy hiểm cực độ, cảm thấy người này đang cười nhưng cất giấu bên trong một thanh lợi đao. Nếu như câu trả lời của mình khiến hắn không hài lòng, liền huy đao mà giết người ngay. Khoảng cách gần như vậy, nếu như bị một vị cao thủ dùng vũ pháp đánh giết mà nói,
ba người không có bất luận con đường sống nào cả. Công Dương Đảm sắc mặt vàng như đất, hắn lúc này mới biết đám người Diệp Phúc không ngờ không phải là đệ tử của Ngũ Độc giáo mà chỉ là giả mạo mà thôi. Đáng thương cho ta, con tưởng rằng ôm được đúng nùi rồi, không nghĩ tới mấy tiểu tổ tông này là kẻ lừa đảo. Thám, thám, những thế gia Thanh Châu này khẳng định sẽ ăn tươi nuốt sống nột ra ta mất thôi. Diệp Phúc trong đầu vô vàn ý niệm chuyển động không ngừng, trịnh trọng suy tư một chút, rốt cuộc quyết định nói thật, đem chuyện ở Ngũ Độc động Ưng Sầu Giản kể lại một lần, chỉnh sắc mà nói: chúng ta nhận được y bát của vị tiền bối kia, không biết tên tuổi của ông, lần này ở Thanh Châu tuyên bố mình là đệ tử của Ngũ Độc giáo cũng là bất đắc dĩ. Cố Ngôn Chi kinh ngạc ngây người một lúc lâu, trong mắt đột nhiên chảy ra hai hàng lệ đục, lẩm bẩm mà nói: nguyên thai chưa thành, thọ nguyên đã hết, làm thế nào, làm thế nào ư? Tương lai nếu như ta chết chỉ sợ cũng lưu lại câu cảm thán như thế này: nguyên thai là một đạo lạch trời, đã chắc chắn không biết bao nhiêu người ở bên ngoài rồi. Người có được tư chất như Bách Khoa Cung Chủ kia có được bao nhiêu đấy? Hắn cảm thán một phen rồi chỉnh sắc nói: các người gặp được vị tiền bối kia hẳn là trưởng lão của Ngũ Độc giáo ta rồi. Thọ nguyên trước khi tấn liền ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ hội đột phá, không nghĩ tới lại chết già trong Bách Man Sơn. Các người nếu lấy được y bát của trưởng lão có thể tính là đệ tử ký danh của Ngũ Độc giáo ta. Ba người các ngươi đều là nhân tài, có bằng lòng nhập giáo ta hay không? Cố Ngôn Chi nói tới đây vươn ngón tay nhẹ nhàng bóp nhẹ một con tàm trùng trên đầu vai, nhìn Diệp Phúc trong mắt tràn đầy tán thưởng rồi nói: huyết tàm bốn cánh, không tồi, không tồi, là thượng phẩm cổ trùng, cực khó mà có được. Người khi hạ cổ trùng về mặt chính khí làm cho người ta khó lòng phòng bị, đúng là cảnh giới cao nhất của giáo ta. Nếu không bái nhập vào là giáo ta, thực sự đúng là nhân tài không được trọng dụng mà. Diệp Húc sắc mặt cãi biến, hắn không thể nào khoanh tay chịu chết được, một mặt chậm rãi nói chuyện với Cố Ngôn Chi, một mặt lại tới khởi ra huyết tàm bốn cánh bám lên trên thân thể của Cố Ngôn Chi. Nếu Cố Ngôn Chi muốn giết bọn hắn, liền lập tức khiến cho huyết tàm bùng lên, không nghĩ tới huyết tàm bốn cánh lại vẫn bị phát hiện. Cố Ngôn Chi còn nhẹ nhàng niết ở trong tay, giống như một con sâu nhỏ vậy, dễ dàng có thể bóp chết. Cổ trùng của ngươi tế luyện còn xa xa mới được, không thể ngăn được chân hỏa của tam chân cánh tu sĩ đâu, khi bị chân hỏa đốt sẽ biến thành tro tàn. Cố Ngôn Chi buông huyết tàm bốn cánh ra cười nói: hiện tại ta cho các ngươi hai cơ hội, hoặc là bái nhập giáo ta, hay là chết. Hắn hơi hơi động ngón tay một cái, Diệp Phúc chỉ cảm thấy trên người hơi ngứa, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc cổ trùng từ ống tay áo của hắn bay nhanh ra, có kiến, có nhện, thiêu thân, thậm chí còn có một con rắn xanh to bằng ngón tay út, không biết đã chui vào tay áo của mình từ lúc nào. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng là như vậy, từng con cổ trùng một chui vào khe quần áo của bọn hắn, số lượng nhiều làm cho người ta phải ghê người. Thậm chí ngay cả Công Dương Đảm cũng bị đối đãi như vậy. Thanh Hoa Xà bám lấy đầu vai của hắn, vươn cái lưỡi liếm liếm chẩm râu Công Dương Đảm, làm cho lão già này sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thủ đoạn của Cố Ngôn Chi vô tung vô ảnh, dễ dàng thi triển trên người Diệp Húc, đơn giản khống chế bọn họ, cười ngạo nghễ rồi nói: ta nếu muốn động thủ giết người, cho dù là Bách Khoa Công Chủ cũng không thể bảo hộ được các ngươi đâu. Diệp Húc và Chu Thế Văn, Phương Thần liếc nhau, cười khổ rồi nói: chúng ta còn có lựa chọn hay sao? Cố Ngôn Chi tinh thần rung lên, phất tay thu hồi cổ trùng, rồi cười lên tiếng: một khi đã như vậy, chúng ta lại là người một nhà rồi. Ta họ Cố, tự là Ngôn Chi. Nếu các ngươi đã là có ý bắt truyền nhân của trưởng lão, bối phận tự nhiên không thấp rồi, kêu ta một tiếng sư huynh cũng được. Vị trưởng lão kia đã chết, khi trở về núi ta sẽ bẩm báo cho giáo chủ, tuyển cho các ngươi một vị sư phụ, tuyệt đối không trì hoãn tiền đồ của các ngươi. Cố Ngôn Chi hướng dẫn từng bước một, hắn cười nói: gia nhập vào Ngũ Độc giáo chúng ta ưu đãi rất nhiều, giáo ta ở Linh Lam thanh danh cực kỳ vang dội, không phải dựa vào thực lực vu pháp hùng mạnh thế nào, mà là đoàn kết hữu ái, đệ tử trong giáo trên dưới một lòng. Ngũ Độc giáo chúng ta từ trước đến nay đánh nhau cùng tiến, đánh giặc như ong vỡ tổ, dựa vào người đông thế mạnh là chính. Các ngươi nếu bị ai ức hiếp ở bên ngoài, trở về núi hô một tiếng thôi, thậm chí giáo chủ cũng có thể thay ngươi xuất đầu được. Giáo chủ chúng ta thường xuyên có một câu: đối với đồng môn bình thường phải ấm áp như xuân phong, đối với địch nhân phải tàn khốc như mùa đông giá rét vậy. Diệp Phúc ba người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm nói: đây là môn phái vu đáo hay là hắc bang vậy? Tuy nhiên Cố Ngôn Chi nói như vậy vẫn là làm cho bọn họ yên lòng là chính. Một phái bao che khuyết điểm, đối với người ngoài có lẽ là cả vũ lấp miệng em, nhưng đối với đệ tử trong phái mà nói, chỉ giao phó đối với một số đệ tử đáng giá mà thôi. Huống chi Ngũ Độc giáo làm việc bá đạo cũng rất đúng với khẩu vị của bọn Diệp Phúc. Nếu bọn họ trở thành vu sĩ,
nhảy ra khỏi phàm trần, làm việc vẫn sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải rất xin lỗi một thân sở học của chính mình hay sao? Nói chuyện với Cố Ngôn Chi một lát, Diệp Húc cũng không khỏi có chút hảo cảm với vị tu sĩ ngũ độc giáo. Cố Ngôn Chi nếu đem bọn họ trở thành đồng môn, vậy nói chuyện cũng không chút cố kỵ, hắn cười nói: "Ngày mai là đại thọ của Lương Vương, đợi khi đại thọ Lương Vương đi qua, ta sẽ trở về núi. Ta tới đây lần này, mục đích ngoại trừ mừng thọ Lương Vương thì còn có nhiệm vụ, đó chính là thiết lập phân đà của ngũ độc giáo ta ở địa giới Thanh Châu này. Ta đã thảo luận với Lương Vương rồi, Vân Môn Sơn chính là nơi ngũ độc giáo chúng ta thiết lập phân đà. Ta sau khi trở về núi, phân đà không thể không có ai xử lý được, chi bằng tìm người có thể trấn trụ được người khác tới đây là được rồi." Nói tới đây, Cố Ngôn Chi ngậm miệng không nói. Chu Thế Văn và Phương Thần liếc nhau, nhất thể ánh mắt dừng lại trên người Diệp Húc. "Ta làm đà chủ sao?" Diệp Húc cười nói: "Cố sư huynh, đừng trêu đùa như vậy chứ. Ta hành hung hết thảy gia chủ của Bát Đại Thế Gia một lần, thậm chí quấy rối đại thọ của Lương Vương, suýt nữa làm nước ngập cả Thanh Châu này. Nếu ta là phân đà đà chủ ở Thanh Châu này, chỉ sợ hôm nay hôm sau sẽ bị người ta đập ổ rồi." Cố Ngôn Chi cười tủm tỉm nói: "Đúng là bởi vì ngươi hành hung hết thảy 8 vị gia chủ Bát Đại Thế Gia, cho nên vị trí đà chủ này không phải ngươi thì còn ai khác nữa đây." Chu Thế Văn cũng cười nói: "Thiếu bảo, chỉ có tài năng của ngươi mới chấn áp được Thanh Châu này, ngươi đừng có chối từ." Phương Thần khóe miệng cũng lộ ra ý cười nói: "Quả là như thế, thiếu bảo, ngươi chấn chủ Thanh Châu so với Cố tiên sinh còn có lực uy hiếp hơn kìa." Cố Ngôn Chi quả quyết nói: "Việc này liền định như vậy rồi, có ngũ độc giáo làm chỗ dựa sau lưng, Thanh Châu vũ sĩ không có mấy người can đảm động tới ngươi đâu, cho dù có là Lương Vương cũng chỉ có thể quan tâm ngươi. Sau khi trở về núi bẩm báo với giáo chủ, lại cho người khác tới tiếp nhận vị trí của ngươi, cho ngươi trở về núi an tâm tu luyện." Diệp Húc miễn cưỡng đồng ý. Tu vi của hắn tuy là bồi nguyên lục phẩm, khoảng cách tới Cố Nguyên Kỳ còn có một đoạn không nhỏ, thuộc loại vũ sĩ tầng thấp nhất. Hắn đảm nhiệm phân đà chủ Thanh Châu phân đà đích xác có vẻ hơi khinh suất. Tuy nhiên Cố Ngôn Chi sau khi trở về núi sẽ tiếp nhận lại vị trí của hắn, đây nhiều nhất cũng khiến cho hắn thở nhẹ được một chút. Ngày tiếp theo, Lương Vương đại thọ, Cố Ngôn Chi một mặt hướng Lương Vương mừng thọ, mặt khác muốn nhân cơ hội này mà tuyên dương ra ngoài. Một bổi nguyên kỳ tiểu vũ sĩ làm phân đà đà chủ, hay là ngũ độc giáo không có người nào khác hay sao? Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ mà. Cố Ngôn Chi vừa dứt lời, liền có một vị gia chủ thế gia cười lạnh mà nói. Diệp Húc nhìn lại, cũng là Đinh gia gia chủ bị hắn đánh, lúc này mặt mũi bầm dập, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Cố Ngôn Chi không lên tiếng, mà là cười âm âm nhìn Đinh gia gia chủ, rõ ràng hắn muốn nhìn xem Diệp Húc xử lý việc này như thế nào. Lương Vương phủ lúc này đã chật kín tân khách, đại bộ phận vô sĩ nơi này đều có một chút thế lực, tuy nhiên có thể bước vào đại sảnh cũng chỉ có Thanh Châu Bát Đại Thế Gia cùng với Bách Hoa Cung, Quỷ Vương Tông, La Phù Đảo cùng Ngũ Độc Giáo, mấy thế lực lớn này mà thôi. Trong đó Quỷ Vương Tông phái Mao Khai Phục cùng Diêu Thừa Tiên tới thì đã bị Diệp Húc giết chết rồi, mà Bách Hoa Cung chỉ phái một thiếu nữ tới dâng lên hạ lễ rồi rời đi thẳng. Hiện giờ ở tại nơi này, đại đa số mọi người đều đã bị Diệp Húc đánh qua, thậm chí ngay cả Lương Vương cũng suýt nữa dính phải độc thủ của hắn. Nếu không có Bách Hoa Cung chủ ngăn trở, thọ yến chỉ sợ đã biến thành tang yến. Phân đà Thanh Châu của Ngũ Độc Giáo chỉ sợ không mở được bao lâu, nói không chừng vào một đêm mát trời nào đấy, Diệp đà chủ không hiểu vì sao mà chết đi cũng không chừng. Gia chủ Lam Gia cười lạnh mà nói. Hắn bị thương rất nặng, bị Diệp Húc đánh gãy hai chân, tuy nhiên đại thọ của Lương Vương lại không thể không tới, bởi vậy mới bảo người ta dùng cáng nâng tới tiệc rượu chúc mừng. Gia chủ Tương Gia hàm răng gần như bị Diệp Húc đánh cho nát bấy, trên mặt vẫn còn sưng phù như cũ, mồm miệng nói không được rõ, điềm nhiên mà nói: "Diệp đà chủ, nếu làm chuyện xấu hơn nữa chỉ sợ ngủ không an bình đâu, không biết khi nào thì kẻ thù tới cửa lấy đi tính mệnh của ngươi." Vài vị gia chủ khác cũng nói lời lạnh nhạt, nói chuyện kỳ quái, âm thầm mà uy hiếp hắn. Bọn họ bị Diệp Húc đánh cho một trận vô cùng thê thảm, mỗi người đều mang thương thế, có người còn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng đúng là khó chịu với Diệp Húc vô cùng. Lương Vương ngồi ở vị trí chủ vị, con mắt cũng lạnh lẽo, không khuyên bảo cái gì, trong lòng hắn cũng tức giận chứ. Diệp Húc đại náo Thanh Châu, thiếu chút nữa thì cả hắn cũng đánh, bảo sao trong lòng không giận cho được. Diệp Húc thản nhiên cười nói: "Tiểu đệ còn mấy miếng thu hoa đan, nếu có người muốn lấy tính mạng của tiểu đệ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem đối phương nhổ đi tận gốc thôi, cả nhà già trẻ lớn bé diệt trừ hết thảy." "Người dám cản rỡ, lớn mật mà." Gia chủ của Bát Đại Thế Gia nhất tề vỗ bàn ầm lên, có mấy người đứng lên, chân nguyên cuồn cuộn tản mát ra khí thế khủng bố, thế nhưng cũng không dám động thủ. Diệp Húc đây là uy hiếp trắng trợn, lại làm cho bọn họ không có cách nào khác, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.